叫抨击时代，河南古话了，它早一号出荣，莫州那那要点荣州叫和财我那，翁里里啊，那我国包的呢，所以得他一亩，没如果财们没的什么一亩，温度六了这，如果财们那这里我叫个包多亩呀，多亩里里啊多亩，得他那个有妈妈人住。这里呢，那老人家呢，这里我这里包了了，哎，这里我如果你是说了老路，你才得点头去再摆，慢慢的呢，那要点么走，这里么走嘛，走呢，我们到好天，我们到好，么家了么家走呢，这要点了点么领导呢，那这么叫不容易找好呢，叫那也叫爸，荣高师。là cũng nhờ cho trâu để thấy họ trông để thấy là cá và chờ rồng gâu là giờ tiền được cho yên nhẹ cho ba tiếp theo giờ là cũng cho trâu họ sẽ họ chờ giờ đi thảo nữa ba tôi muốn là chỉ lúc ba là những cô vừa mua bít xanh ở bít xanh kia thì xem mà giờ tiền tiêu mua họ sẽ xanh rồng nó sẽ chăm sỉ nó chỉ mua chấm plong từ nó na muốn chấm plong cho là một chồng mình chưa có hồ giờ để lên đầu ông phải bắt đầu lên đầu sẽ lúc không gian nên lo là mình sư chỉ muốn để lên đầu phải bắt đầu lên đầu là bắt đầu lên đầu còn tao chờ có hậu dục lúc không gian chỉ mà lên mua cho lần chưa có hồ tất cả đời chỉ mà lên mua cho là trông trông cầu anh mà mò giờ cho có đúng mò chỉ nên mình bảo tôi lại na chỉ chỉ lên mua cho một khứ trâu sư chỉ là muốn cho một cửa trào lúc trước nữa chứ có dụ ở trào lúc trước nữa bài giờ thì lịch thứ sáu nào là tàu mà giờ thì họ mua cho mình chú mình chỉ còn những cú lưu cho mà lý cho rồi khử lên tàu dạng gặp giờ thì lên thứ gì nữa chứ mất khử kết trào chứ nếu quyền nó thì dễ chỉ nó mua chỉ nó chú chỉ nó ổn chả thế nào thì dễ thì nhớ tới là chỉ khi nó cho ở bỏ bỏ xứ chỉ người dân trong lại bây giờ tiền lương tư ở trên một khử nó mắm mó là những chú hẹn nó là giờ tiền để thảo của rừng ngồi đó chỉ thật thòa họ tua nó chỉ cho nó giờ chỉ hậu chỉ tao muốn đời kia cho họ gai nó chỉ nhiệt cũng muốn nhiệt tao những gai để thủ của hậu để thủ của chỉ hậu ý cho chua xứ tao chỉ những cú giờ chỉ hậu rồi số tù thì để khỏi nói giờ ấy khỏi chua ở rừng cho là khử trừ na bây giờ tiền lương tư bỏ lại là cu hay là rồng bây giờ tiền lương tư họ chỉ tập bỏ nó là cho mình sử tao na còn thì nó dễ thu mình sử bỏ lại tư sử sử rồng lại để cho thì nó chỉ cứ cho như là bây giờ họ trồng của nó bỏ thì sử cứ cứ bỏ tiền những rồng chua thì nó để nó cứ mua cho nó thả cái đó là tiền lương tư họ cứ thả nó cứ cứ mua cho trên là sư giờ tiền lương thứ hai bao tiền này chúng nó chi là cua mua cho là thả cả cụ họ bao thế thì thảo chôn tao nay chụp không chịu được.